có như măng của trời. Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác. Chỉ vì em luôn và vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những thứ gì để giữ cho trái đừng vội đi. Vì yêu cho và chấp nhận mà thế, sao không bao giờ anh được biết không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi. Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, sao không bao giờ anh